Unblastable, ma quỷ hiện ra, Ủa, ở bên kia mấy người kia đang làm cái gì mà đông vui quá ta? Hình như là đang chơi cái trò gì á bạn ơi. Unblastable, ma quỷ hiện ra đi. Ủa, cái bạn đang làm gì á? Cái trò gì mà vui vậy? Ủa, cái này là gì đây? Cái này là gì đây? Tránh xa ra bạn ơi. Tránh xa ra 2m bạn ơi. Ủa, khoan, nhưng mà mọi người đang làm cái trò gì á? Sao thấy vui quá, cho tôi chơi chung với coi cái trò gì vui vậy? No. Cái chả có cái trò gì vui đây bạn ơi. Đây chính là vấn đề tâm linh đó, có biết không hả Phong? Ông không có được tới gần lại đây. Ủa, cái gì mà tâm linh tùm lum lá gì đâu, tôi coi. Cái này chỗ này nó có gì đây? Có mấy cái ngang nè. Cái gì? Ủa cái ơi. Cái bạn thờ cái con gì? Bạn không thờ thì bạn thờ con Hello Kitty làm gì vậy? Hả? Hello Kitty nè, trời ơi. Đừng có nói như vậy. Nếu mà ông mà nói như vậy á là cái con đó nó sẽ tức giận lên rồi sau đó là nó hủy hoại hết cả làng này luôn á, biết không? Ủa mọi người ơi, sao hôm nay mình thấy Kairon lạ lạ, sao tự nhiên hay không lập một cái đền thờ Hello Kitty, xong rồi bảo rằng là con Hello Kitty sẽ phá hủy luôn làng Hero Team là sao trời? Cái gì lạ cái vậy? Không phải là con Hello Kitty, lại đây để nói nhỏ cho nghe nè. Sao đây. Con gì? Ông có biết là hôm bữa giờ á, gọi là mấy YouTuber ở trên gọi là YouTube á, người ta làm về gọi là triệu hồi cái con mèo đen không? Và nghe nói là cái con mèo đen nó khi mà triệu hồi ra ghê lắm á, nên tụi tôi đang thử triệu hồi nó ra nè. Ủa, cái con mèo đen là con gì ta? Mấy bạn ơi, mấy bạn có biết cái con mèo đen là con gì không? Chứ mình nghe mình không hiểu hết gì hết trơn à. Hình như là dạo này mình lướt ở trên YouTube á, mình cũng thấy người ta làm về một cái con mèo nó màu đen, nhưng mà mình không biết con đó là con gì cả. Mà sao tự nhiên Kairon lại sợ con đó dữ vậy ta? Ủa, cái con đó nó đáng sợ lắm hả? Trời, Phong không biết hả? Nếu mà triệu hồi ra được cái con đó mà không làm theo đúng ý của nó là nó sẽ ăn thịt mình luôn đó. Ôi, cái gì mà ghê quá vậy? Trời ơi, nghe sợ quá à. Ôi, cái mấy cái trò này là mấy cái trò ông đi đem đi ông lừa con nít đúng không? Trời ơi, bào lao. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Tự nhiên không đem lập cái đền thờ xong để con Hello Kitty lên rồi kêu là triệu hồi con ma quỷ. Cái vấn đề này mình nếu mà ông không tin á thì ông có thể gọi là vô đây làm chung với tụi tôi không? Đúng chứ rồi. Ông mà nói như vậy á là không có được đâu nha. Trời ơi là trời, để tôi xem coi. Rồi ok, nếu như mà mấy người muốn tôi làm chung với mấy người thì cũng được thôi. Vậy thì tôi sẽ thử lập một cái đền thờ, tôi triệu hồi thử con mèo màu đen đó cho mấy người xem. Mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy là con mèo này nó không có trong game Mini World. Mấy người này toàn là gọi là suy nghĩ lung tung, không làm gì có con mèo đó. Trời ơi, ok bạn luôn. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Lập một cái đền thờ triệu hồi không có ai mà làm như thế này hết á. Để tôi làm cho coi nè. Trời ơi, cái gì đâu mà để Hello Kitty. Cái gì? Mấy người coi tôi nè. Từ đập đi. Mấy cái này mà triệu hồi gì? Đập đi. Để tôi. Mọi người chuẩn bị coi tôi làm nè. Tôi làm cho mọi người coi nè. Ok, để tôi xíu tôi về nhà tôi lấy đạo cụ cái đã. 1 hour later. Ok các bạn ơi, và hiện tại bây giờ nè là mình cùng với Kairon, cùng với Simmy và Sammy, bọn mình đang ở trong một cái khu rừng ở đằng sau làng Hero Team mấy bạn ơi. Mà mấy bạn biết bọn mình ra đằng sau khu rừng này làm gì không? Bọn mình sẽ cùng nhau thực hiện một cái lễ triệu hồi ma quỷ nha các bạn. Đó, triệu hồi ma quỷ ở trong Mini World luôn nha, nghe ghê không? Mặc dù mình biết cái này chỉ là game thôi, nhưng mà bọn mình cứ làm thử cho nó vui đi ha. Ok, rồi bây giờ nè, đầu tiên để làm một cái lễ triệu hồi, Kairon hồi nãy làm sai hết trơn rồi. Bạn coi tôi làm cho bạn coi nè. Coi nha. Trời ơi, cái này là mình phải làm đúng rồi chứ trời. Trời ơi, cái này là vấn đề tâm linh, ông mà làm sai là nó mà biết á, nó quà lên nó cao luôn á. Bây giờ đầu tiên tôi sẽ xây ra một cái gọi là một cái bột như thế này. Đó. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng một cái hình đầu, gọi là đầu này là cái đầu gì ta? À, cái đầu của thổ dân. Mình sẽ để cho đây, hiểu không? Đó. Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ lấy con Hello Kitty đó, chúng ta gắn ở đây đó. Hồi nãy tôi thấy ông khá là thích Hello Kitty cho nên tôi gắn Hello Kitty vô trong luôn nè. Đó, hiểu không? Tại sao mình lại chọn Hello Kitty? Mấy bạn biết lý do vì sao mình chọn Hello Kitty không? Là bởi vì Hello Kitty nó cũng là một con mèo, cho nên là mình chọn nó luôn đó, hiểu không? Kiểu vậy á. Ok. Rồi, tiếp theo nữa, chúng ta sẽ sử dụng một cái vật tiếp theo, chính là một cái dây điện đỏ. Đây, cái dây điện đỏ này để làm gì? Cái dây điện này á, tôi nghe nói là có nhiều bạn chơi Mini World kêu rằng cái dây điện đỏ này có thể triệu hồi được gọi là quái vật, cho nên tôi sẽ thử sử dụng nó. Đó, ok. Mình sẽ sắp xếp lên như thế này nè. Đó. Kiểu giống như là một cái ngôi đền đó bạn hiểu không? Nó có một cái mái che, hiểu không? Đó, kiểu vậy. Ok. Sao cái cách triệu hồi này mình thấy lạ quá ta. Hồi chưa giờ mình chưa bao giờ thử triệu hồi con gì bằng cái cách này luôn á. Trời ơi, tại vì bạn không biết cách triệu hồi thôi. Bạn triệu hồi tầm bậy bạ làm sao mà nó xuất hiện được? Bạn coi mình nè, đó thấy không? Bây giờ nó đã xây lên thành một cái ngôi đền, thấy không? Đó. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ thắp hai cây nến. Đó, để hai cây nến ở đây. Đó. Thắp lên. Đốt lên nè, đó, cháy lên. Đó, mình cúng cái gì mình cũng phải cần có nến, hiểu không? Cúng bất cứ cái gì cũng phải cần có nến hết. Ok, tiếp theo là gì ta?
bây giờ còn thiếu gì không ta, để mình xem coi. À đúng rồi, còn thiếu đồ ăn. Trời ơi, thiếu đồ ăn rồi, có ai có đồ đây ăn không? Đó, đây, đó, xương nướng. Trời, cái bà kia, cái bà kia, bà nghĩ sao vậy? Người ta cúng thần linh. À không, cái này là cái con mèo này là con ma. Người ta cúng cho ma thì người ta phải cúng cái món gì đó. Nhất là con mèo thì bà phải cúng cái món gì đó liên quan đến cá hoặc là chuột. Chứ bà cúng thịt bò làm sao nó ăn được. Bà chọn cái món gì đó mà liên quan đến thịt cá đi. Thôi để tôi. Thôi bây giờ cá phải ăn. Cho mèo đen con ly trà sữa. Ok rồi, okay. Bạn có thấy ai cúng mà đi cúng trà sữa không? Tào lao. Sim ơi, bạn có món gì không? Tôi đây, tôi là chuyên gia về thực phẩm mẹ đá kỳ một chầu sushi cá rất là ngon. À, thấy chưa? Mấy bạn thấy không? Simmy cũng là mèo cho nên là Simmy rất là hiểu tâm lý của những con mèo đó. Simmy rất thích món sushi cá bạn ơi, đó, sushi cá nha. Đó, thấy không? Cai không biết gì hết trơn. Cúng cho mèo á là phải cúng bằng cá, chai cúng bằng trà sữa. Tào lao. Ok. Ai biết gì đâu. Bây giờ là có cá rồi nè. Nhưng mà sao nhìn ngon quá ta, mình cứ nên ăn miếng không ta? Ok. Giỡn mà. Giỡn. Ok rồi. Bây giờ tiếp theo là sẽ làm gì các bạn biết không? Mình sẽ sử dụng một cái gọi là cái này ta gọi là gì ta? À, điện các bạn ơi, mình sẽ thắp điện lên. Đó, thắp điện xung quanh lên nè. Đó. Đó, bây giờ mọi người hãy có thể nhìn thấy là ở chỗ này nó có một cái dòng điện nó trôi lên, thấy không? Đó, nhìn rất là xịn sò luôn. Ok. Rồi, bây giờ tiếp theo nữa, mọi người biết là gì không? Triệu hồi ma quỷ. Thì con này mình nghĩ nó là ma quỷ dưới địa ngục. Mà địa ngục thì thường có gì? Địa ngục là phải có lava, đúng không? Mình sẽ lấy một cái quả cầu lava. Đâu ta quả cầu lava rồi? Đây, mình sẽ lấy một quả cầu lava. Đây, cái quả cầu lava nè, đó. Chúng ta sẽ đập ở hai bên chỗ này. Đó, đập chỗ này ra. Đập chỗ này ra, đó. Để làm cái gì? Để chúng ta bắt đầu đổ lava xuống. Tại sao lại làm như vậy? Bởi vì quái vật này là một con quái vật đến từ địa ngục, cho nên chúng ta phải đổ lava xuống, hiểu không? Đổ lava xuống nè, đó. Hy vọng là nó không cháy đất hết. Yên tâm đi, nó không cháy đâu. Cùng lắm thì nó cháy chuỗi lũi lên cái làng Hero Team thôi, có gì đâu. Ok. Rồi. Ủa kỳ vậy ta, sao mà vẫn chưa thấy gì hết các bạn ơi? Hay là do mình chịu hồi sai ta, kỳ vậy ta? Ủa Kai ơi, bạn thử bạn leo lên trên, bạn kiểm tra coi có cái gì nằm trên đó không? Bạn leo thử coi. Phòng kém để mình leo ra đây. Ok. Giờ ra, giờ là mình leo đây. 1, 2, 3. Ơi Sim Sam ơi, mấy bạn có thấy cái gì tôi mới vừa thấy không? Có. Ủa cái gì? Ủa Kairon ơi, Kairon đâu rồi? Mấy bạn ơi, hình như là Kairon biến mất rồi. Ủa kỳ vậy? Ủa mấy bạn ơi, vậy là cái này không phải là để triệu hồi một con ma, mà cái này là nó giúp cho chúng ta dịch chuyển đến chỗ con ma bạn ơi. Trời ơi, nghe ghê vậy ta. Ok, được rồi, bây giờ để tôi xuân phong, tôi nhào vô trước cho. Hai bạn cũng phải vô nghe chưa? Ok. Kairon ơi, đợi mình sẽ đến với bạn đây. Trời ơi, chỗ này là chỗ nào vậy trời? Ủa khoan, mình đang ở đâu đây? Ủa, chỗ này là một cái khu rừng. Wow, mình đã được dịch chuyển đến một khu rừng mấy bạn ơi. Ủa mà khoan, tại sao Kairon lại ngủ ở đây? Cái ơi vậy? Sim ơi, quay cái gì? Sim ơi, ủa cái gì? Ai vậy? Ủa mọi người ơi, chúng ta được dịch chuyển đến chỗ nào rồi nè? Wow. Rừng. Ủa mà khoan, chị tới đâu rồi? Khoan mọi người ơi, sao trong rừng tôi thấy gì có sương mù quá trời luôn vậy, lạ vậy? Đâu tôi vô coi. Ủa sao sương mù này nó thành khối luôn vậy? Kỳ quá. Ui mọi người ơi, mọi người có thấy cái trời bỗng nhiên nó tối lại không? Tiện tôi thấy trời nó tối sao á. Tôi thấy trời tiện nó chớp nó tối nè. Trời ơi, gì kỳ vậy? Mấy bạn ơi, có khi nào chúng ta đã được dịch chuyển đến cái khu rừng của cái con ma đó không ta? Cái con ma mèo màu đen gì đó. Trời ơi, gì sợ vậy? Ok. Bây giờ bọn mình sẽ phải vào trong rừng để xem thử coi. Sương mù dày đặc quá. Cẩn thận nha, không cẩn. Ok, giờ đây mọi người ơi, vào đây. Con mèo đang ở đâu ta? Sương mù à. Quá trời sương mù luôn bạn ơi. Trời ơi. Wow. Ui. Cái ơi, bên kia có phải là cái con mèo màu đen gì mà bạn nói không? Là nó, chính là nó luôn á. Ủa nó hả? Nó hả? Đâu bây giờ vậy đi. Bây giờ chúng ta quảnh tù xì đi. Người nào thua người đó phải lại gần cái con đó chơi không? Trời ơi, bây giờ còn quảnh tù xì đó trời. Bây giờ là ai là người tạo ra cánh cổng là người đấy đi luôn. Ok, đúng rồi. Thôi, bây giờ thế này đi. Ok Kai ơi, bây giờ mình nói bạn nghe nè. Mình với bạn là con trai là phải nhường cho con gái đúng không? Bây giờ cho nên là Sim với Sam tới trước thì mình nhường á. Ủa gì có nghe vậy đó? Lady first. Đúng rồi, Lady first hiểu không? Đó ok. Người đi trước đây, tôi không đi đâu, tôi đứng này bây giờ. Thôi trời ơi. Bỏ đi, bây giờ nói chung là đi chung nè. Ok, đi chung đi ha. Ok rồi. Bây giờ nè, 1 2 3 là chạy nha. Ok, 1 2 3. Sao không nè, thôi không ai chạy đi. Ủa. Ờ rồi.
tính trang trang hả? Tính trang trang hả? Ok lại nè. 1 2 3 chạy. Ba. Chạy chạy. Qua đây qua đây qua đây. Ôi. Ôi. Mấy bạn ơi, bạn coi kìa, một con mèo màu đen bạn ơi. Chù 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 nó đuổi theo theo cái đôn kìa. Nó đuổi theo mình. Ui, sương mù tới thui rồi mình không thấy gì hết trơn á. Ui, cái đôn đây coi chừng. Ôi. Trời ơi. Ui nó bắt cái đôn lại kìa, cái đôn phọt máu luôn rồi. Trời ơi ghê quá. Ui. Trời ơi. Ai à. Trời ơi, nó chuyển qua nó dí mình đó bạn ơi. Cứu tôi với. Ê, ê, đồ, đồ, con mèo đã thịt mình bạn ơi. Chạy. Chạy đi phải không? Mình thấy rồi. Mình thấy trời tối thui luôn rồi, mình không thấy đường. Ôi no. Con mèo nó đuổi mình. Chết rồi. Ui, mọi người nhìn kìa. Cái con mèo đó nó ôi mọi người ơi, hình như con mèo nó bị kẹt lại rồi, nó không di chuyển được. Nó bị kẹt à? Ê. Nó không mời bị kẹt. Chạy đi. Ôi trời. Ôi, con mèo sao ngu quá vậy? Ôi, nó dí hệ Simmy kìa. Dí hệ Simmy kìa. Rồi xong nó cắn Simmy kìa. Trời, rồi xong chết Simmy luôn. Trời, cái Ron, rồi xong cắn chết cái Ron luôn. Rồi tới lượt Sam. Ui, mấy bạn ơi, bạn để ý không? Con mèo này nó mà cắn ai là người đó phọt máu luôn các bạn ơi, ghê quá à. Ui. Nó hả cái mồm ra luôn ta, nó to dễ sợ luôn. Nó hả cái miệng ra, nó cắn người đó đó. Ui, sao nó biến mất rồi? Ui, sao nó biến mất rồi? Ui, nó bên đây nè. À, con này nó thể tàn hình trong sương mù bạn ơi. Trời ơi, ghê thiệt chứ. Mọi người, tập trung quýnh nó mọi người, quýnh nó. Ui, mày. Ôi trời ơi mọi người ơi, con này nó mạnh quá. Bọn mình không phải là đối thủ của nó rồi bạn ơi. Ok thôi, bây giờ mình nghĩ rằng bọn mình phải về đây. Về. Giờ anh em ơi. Chịu hồi thú cưỡi nào, đợi mình coi coi mình sẽ chịu hồi con rồng. Hí. Ok. Khoe rồng luôn. Ok. Chạy thôi anh em ơi. Về thôi. Mình sợ quá rồi. Chạy. Cưỡi rồng với. Thôi cay ở lại đi, mình đi đây. Bye bye cay. Hay à, trời ơi mấy bạn ơi, đáng sợ bạn ơi, trời ơi là trời, thiệt luôn á, tự nhiên không làm cái cánh cổng này ra, chịu hồi con mèo ra làm gì, xong nó dí theo quýnh muốn chết luôn à, đập, mấy bạn ơi, mấy bạn nguy hiểm quá, cái này thật là nguy hiểm, ôi là trời, mình đâu có ngờ là con mèo nó có trong mini world đâu, trời, sợ muốn chết luôn á, đập, ok bạn ơi, cuối cùng á thì mình cùng với Simmy, Kyron và Sammy, bọn mình đã cùng nhau gọi là khám phá được trong mini world. Rốt cuộc trong mini world nó có con mèo đó bạn ơi, nhưng mà mình không biết con mèo đó nó ở trong cái map nào, nhưng mà nó đáng sợ quá đem ơi. Trời ơi trời, thôi xong rồi, bạn bè của mình sau khi mà bị mấy con mèo nó tấn công xong thì về nhà mệt quá ngủ hết trơn rồi bạn ơi. Trời ơi, ok anh em ơi, thôi mình nghĩ rằng là mình sẽ phải kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của Kyron, Simmy cùng với Sammy và cùng với thành viên của Hero Team để đăng kiếm hội cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ mình về nhà đi, sợ quá anh em ơi. Bye bye anh em, yêu anh em phải nói, tạm biệt.